Có kênh YouTube tổng hợp Cống Ngộ TV. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đến một cái nơi mà gọi là cổ cực kỳ của Mỹ để mà mình tham quan. Khu này rất là đẹp và dễ thương. Nó là cái di tích lịch sử ngày xưa để lại đấy. Các bạn thấy thành quách các thứ đá này. Rồi đây này, cái tên của nó nói thật cho mình, San Antonio. Thành quách đó, nhà cổ này các bạn nhìn này, hoang sơ này, rất nhiều người đến tham quan. Xung quanh của nó rất là sạch sẽ mát mẻ, nó cổ lắm, nói chung là nó dễ thương. Còn đây là cái biển. Thì nói chung những cái thứ mà họ ghi ở đây thì mình thực sự mình không đọc được tiếng Anh nên các bạn tự tìm hiểu đọc nhá. Tiếng Anh mình biết ít lắm, biết câu mấy câu giao tiếp này nọ thôi, chứ còn mấy cái vụ này thì mình chỉ con trai mình nó là học nó đọc được. Rồi chúng mình đi nha, đi tiếp để mình tham quan đất nước Mỹ có gì, có gì đẹp. Thì thực ra thì mình cũng giống như các bạn đang xem thôi, là mình chỉ biết là có những cái nơi mà người ta đi tham quan, những cái chỗ cổ xưa nó còn giữ lại đấy. Đây, những nó rất là cổ. Nhưng mà mình thì cũng chẳng, thứ nhất là tiếng Anh thì mình không biết được mấy chữ. Thứ hai là mình, nó giống như cái thành cổ của vua chúa ngày xưa hay gì gì. Nhưng mà mình cũng chẳng biết là cái hoàn cảnh lịch sử nó ra đời những cái ngôi nhà này và những cái cảnh quan ở đây nó ra làm sao, thì mình không thể đủ trình độ để thuyết minh về cái việc đó. Thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần mình chụp mà mình quay cho các bạn những cái di tích, những cái tờ giấy mà người ta đưa lên, người ta giới thiệu ở đây đấy, thì các bạn vào những cái trang web đó là chắc chắn các bạn sẽ tìm hiểu, và biết tiếng Anh thì các bạn sẽ tìm hiểu được. Còn mình cũng xin rất là xin lỗi các bạn là mình không thể thuyết minh mà theo cái đúng trình tự, theo những người thuyết minh chuyên nghiệp và người ta hiểu biết rộng rãi về những cái hoàn cảnh lịch sử của từng vùng miền. Vậy nên là mình chỉ có thể là quay cho các bạn coi như thế này thôi. Và thấy có cái ngôi nhà mái rất là cổ kính, nhà ngói nha. Rồi những cái này thì mình không biết là cái gì luôn mà họ mới đắp lại. Đây, hai. Đó, này, nhà cổ y chang như cái nhà cổ mà ở Việt Nam mình mà nó vẫn còn sót lại đấy. Các bạn thấy không? Mà đỏ rõ giữa lòng nước Mỹ nhá. Cổ chưa? Nhìn ở đây mình có rốt lặng, nó giống như cái ngôi nhà xưa của ông bà tổ tiên mình. Cái thời mình gần nhỏ, ông bà tổ tiên cha mẹ mình này, các bạn nhìn theo gạch này, ở Việt Nam mình gọi là gạch tàu đó, nó đã nấm mốc theo thời gian, nó đã nứt nẻ. Ở nhà cũng vậy này, nó rêu phong cổ kính hết này, này các bạn nhìn này đó. Bụi thời gian xóa mờ, không thể xóa mờ đi những cái kỷ niệm rất đẹp của tổ tiên ông bà của chúng ta. Dù đất nước nào cũng vậy, cũng có tổ tiên ông bà, cũng có người nọ người kia đúng không, vua chúa rồi. Vì vậy nên những cái kỷ niệm mà mình làm con làm cháu là thế hệ sau này mà mình đi mình tìm hiểu
mình nhìn ngắm lại để mình biết được là trước khi ông bà tổ tiên của chúng ta, cũng như là lịch sử của từng vùng miền đất nước, người ta đã sống như thế nào. Để mình nhìn mình cũng biết được một phần nào về những cái dấu tích ấy, đúng không? Cái dấu mốc thời gian ấy, đấy nó có khác gì Việt Nam đâu. Thực sự không khác gì Việt Nam. Những cái ngôi nhà như thế này thì tôi cho là đúng là ở đâu thì nó cũng thế. Nó cũng có những cái cổ xưa và nó cũng có những cái mà để cho chúng ta phải nhìn ngắm lại và lưu trữ lại, lưu giữ lại. Thực ra thì mình rất là mong muốn được chụp hình, nhưng mà mình vừa chụp hình xong vừa làm video thì không thể nào tay chân nào mà nó hết được. Thành ra là mình chịu thôi, mình chỉ quay như thế này. Ở đây là cái chỗ mà dâng hoa tưởng niệm cái gì đây thì mình thực sự lại cũng không biết luôn. Đó, cũng có cái trái nha. Cái trái, ý là cái trái, cái nhà nó có cái, ngày xưa các cụ hay nói cái gì đấy, trái gì đó. Ý là phía trước, phía sau, phía hông rồi đó. Ra đây. Mình đi đến đây mình có rất là nhiều cảm xúc nha. Mình rất là nhớ nhà, nhớ quê hương của mình ở Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình. Quê hương của mình là xóm Vàng Ngọc, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Thì bây giờ là thành phố Ninh Bình. Nhà mình ở gần Động Tam Cốc ấy. Nhưng mà gia đình nhà mình chuyển vào Sài Gòn từ năm 80 đấy. Chị mình đầu tiên là chị mình đi. Xong bắt đầu chuyển cả nhà vào sinh sống ở Sài Gòn. Cho đến bây giờ nhà mình vẫn ở Sài Gòn. Anh chị em con cháu vẫn ở Sài Gòn. Còn cha mẹ mình thì đã mất rồi. Tụi mình đang là kẻ mồ côi cha mẹ. Nhưng mà nhớ lại những cái tuổi ấu thơ của mình ấy, nó cũng có những ngôi nhà nó giống như cái chỗ mà mình vừa quay ấy. Nên là mình thực sự mình quay mà mình rất là nhiều cảm xúc. Cảm xúc dạt dào ở trong những cái kỷ niệm, những cái dấu tích như thế này, vì nó không phải là quê hương của mình, tại vì đây là nước Mỹ, nhưng mà nó lại cũng là một cái gì đó, nó in đậm dấu tích quê hương, lịch sử của miền Bắc Việt Nam, và cũng như là người miền Nam Việt Nam cũng vậy. Nó cũng rất có những ngôi nhà nó cũng cứ tương tự nhau thôi, tại vì cái đó là một cái thời để nhớ, một thời mà không bao giờ chúng ta có thể quên được. Vì vậy nên mình quay những cái kiểu mà nhà cổ này, mình có rất là nhiều cảm xúc ở trong đây. Vô cùng là mình thích thú ấy. Mình cho là mình rất thích thú. Và đây là cái mà người ta viết bằng cái tiếng Anh. Mình nói thật là mình không có biết, nên các bạn cứ nghiên cứu nhá. Bản đồ. Đây là một cái ấy đá. Đây là đồng các bạn ơi. Đồng nhá. Nhưng mà nó là một cái cảnh quan mà người ta giống như đây là một cái bản đồ. Thì chẳng hạn như là chỗ này là vào cái cổng nè. Đây nữa này. Đó thì tất cả cái cảnh quan của nó là chỉ có bao nhiêu cái ngôi nhà và bao nhiêu cái thứ đấy. Đó vậy đó. Bản đồ của nó chỉ có bao nhiêu thôi. Cũng giống như mình quay cho các bạn từ cơ nãy đến giờ, nó quanh quanh có mấy ngôi nhà vậy thôi. Ở đây nè, đây là những cái tên của những hộ gia đình ở trong cái khu này nè. Một cái quách, thành quách đây nè. Đó, ngày xưa họ các ông cha tổ tiên của mình đi khai hoang lập địa ở trong cái khu vực như thế này. Những ngôi nhà này các bạn nhìn này. Đó, đây nữa này. Và hàng ngày thì rất nhiều du khách đến đây tham quan.
không thể đủ thời gian được để mà mình có thể quay hết cho các bạn coi từng chi tiết nhỏ, nhưng mà mình sẽ đi vòng vòng để mà cùng các bạn khám phá nhé. Chứ nếu mà quay chi tiết xong để chụp hình nữa thì mình không, thực sự không đủ thời gian. Đây là một cái làng đi, nói đúng là một cái làng cổ, nhưng mà họ sống theo kiểu bộ tộc ấy, kiểu vậy. Những cái này mình cũng không biết là họ xây cái gì luôn đấy nha. Rồi bây giờ đi ra đây xa xíu nữa thì còn bên đây thì cũng có những cái đây này, họ rào này, các bạn nhìn không, những cái này thì là mới của những người đến sau người ta. Nhưng khu này là khu di tích nên không có ai được ở nha, khu này là không có người dân ở, đường đất vẫn còn đường đá này. Đây là ba hai vợ chồng với đứa con và đứa cháu này, cháu mình lái xe 7 tiếng mấy, 8 tiếng mới đến được. 6 tiếng 7 tiếng sang nhà cháu, xong từ nhà cháu sang đây 2 tiếng rưỡi nữa, thì có nghĩa là cũng cả chục tiếng chứ không phải đi sang được đây đấy. Lái xe trời ơi, phải nói là cực lắm luôn á. Mà lái xe ở bên này á, đường nó rất là dễ đi, vì vậy nên là nếu mà nói về cái tính thời gian thì nó không có đúng, nó không có giống như ở Việt Nam mình đâu nha. Ví dụ như mà nó rất là xa luôn đấy chứ không phải là gần. Đây các bạn nhìn này, nó có những cái thành quách cái đấy buồn cười, nó còn nguyên dấu tích như vậy nha, chứ không có bị là người ta phá đập đi hay là người ta làm lại hay sửa chữa gì đâu nha. Con sao người ta là nguyên vậy. Đây có cả nhà vệ sinh nam nữ. Như toàn người nước ngoài được tham quan. Đây có cái giếng nha, cái giếng nước. Đi toilet à? Đây, đây là một cái bản đồ của cái khu vực đó. Toàn bộ bản đồ đây và chữ viết bằng tiếng Anh để họ đó. Toàn bộ một cái thành quách này đây. Toàn bộ cái khu vực thành quách này đây. Nó có bao nhiêu căn nhà ở trong này cũng đã được được người ta vẽ lại. Còn chỗ này là cái gì mà ở giữa là có một cái ấy đá này, các bạn nhìn thấy không? Đó. Thế này. Xong có cái gì đó giữa luôn nha. Cái đó bằng gỗ hay cái gì nhưng người ta nhuộm màu đỏ. Nó một cái hình vuông.
Còn cái chỗ kia thì nó tròn tròn như kiểu là, nói chung ngày xưa họ xây cái kiểu gì mình không biết luôn đó. Nè các bạn nhìn nào, các bạn nhìn đá rêu phong họ xây theo cái kiểu gì, và các bạn thấy cứ tảng đá, cái tảng đá này. Đây này, giống như một thành phố cổ ngày xưa vậy đó. Đây này, các bạn nhìn những cái phiến đá nó có ngộ nghĩnh không? Nè, mà những cái này này các bạn thấy nhá, bằng cái gì mà nó chắc lắm, không hiểu họ xây bằng cái gì á. Những cái tảng đá họ xây, các bạn thấy kỳ cục không? Thấy hiện đại, thấy kiểu như là vi diệu ấy. Chưa nào, những cái cục đá mà thời gian nó phủ màu rêu phong rất là cổ kính. Không biết ở trong là có những cái gì luôn, nhưng mình chịu luôn đó. Nè, nó là sâu ở trong là nó có những cái đó, mình không biết luôn. Nhà này là mới, họ để họ làm để họ trông coi cái khu di tích này. Còn đây là những cái kỷ vật cũ, những cái dấu tích cũ. Bây giờ mình tạm dừng video ở đây và mình sẽ chia sẻ với các bạn những video lần sau nhé. Chứ bây giờ mình cũng đã khá mệt rồi vì đi từ sáng đến giờ rồi.